Ủa sao hôm nay con về sớm thế? Dạ hôm nay con hơi mệt. Thế là con có lộc ăn rồi đấy. Mày kêu con có chuyện gì á? Cái thối gà ác là con ăn đúng không? Dạ. Tại sao cậu lại có thể ăn mà không hỏi một tiếng? Có chuyện gì em mẹ? Mẹ hầm thối gà ác cả một buổi sáng cho ba con vậy mà nó nỡ lòng nào nó ăn hết trơn. Sao lại làm như vậy? Con xin lỗi mẹ. Để con chạy ra ngoài con... Mua là mua làm sao? Cái món đó ở ngoài làm mà đem về ăn được sao? Đúng là toàn làm những chuyện cho người khác nổi điên lên không à. Muốn ăn ngon á thì góp tiền chợ đi. Còn bây giờ cứ một người thì chắc bóp, còn một người chỉ biết ăn không thì làm sao mà chịu được. Tôi thật không thể hiểu nổi, tại sao lại có thể ngủ ngon như vậy chứ? Anh không có lòng tự trọng hay là anh không biết xấu hổ vậy? Đủ rồi. Chưa đủ. Có phải anh thấy cuộc sống như hiện tại là đã thoải mái, đã yên bình lắm rồi nên anh mới không muốn phấn đấu cho cuộc sống sau này phải không? Đúng vậy đó. Bây giờ anh cảm thấy rất là thoải mái vì anh sống ăn nhờ ở đậu nhà vợ và không cần phải suy nghĩ gì hết. Em hài lòng chưa? Tại sao lại lớn tiếng với tôi chứ? Bởi vì anh không biết phải làm sao để em thôi dằn vặt anh nữa. Kiếm tiền đi. Kiếm tiền đem về nhà này và lấy lại vị thế của anh như trước kia đi. Mình kết thúc ở đây đi. Anh không có được ngủ. Thôi đủ rồi. Thiệt là quá đáng mà. Nó làm như nhà này chỉ có một mình nó thôi sao? Dạ, cô chào mẹ. Đêm qua mẹ ngủ có ngon không mẹ? Ngon sao được mà ngon. Dạ. Nếu vợ con nổi nóng á thì con hãy nhịn nó đi. Chứ tại sao cũng cãi tay đôi như vậy? Đã ở chung á thì phải biết ý tứ, nhìn trước nhìn sau. Bộ con không nể cha mẹ vợ được một chút nào sao? Con sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nữa đâu mẹ. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ, bộ phim của gia đình Việt năm 2018, lúc 21 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh Giải Trí TV.